cách nuôi dạy con của Diana khiến thái tử Charles nổi cáu. Thái tử Charles không hài lòng khi công nương Diana đưa hai con trai đi chơi trên xe buýt London hay ăn búp bê ở quán bên ngoài cung điện. Hoàng tử William và vợ Kate Middleton hiện là ông bố, bà mẹ tự hào của ba đứa con, trong khi vợ chồng công tước xứ Sussex Harry cũng đang chờ đợi sự chào đời của đứa con đầu lòng vào mùa xuân tới. Bên cạnh các nhiệm vụ hoàng gia, hai vị hoàng tử nước Anh được cho là sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc nuôi dạy con cái và có thể sẽ nhìn vào tấm gương của mẹ mình, cố công nương Diana, để lấy cảm hứng. Theo Express, lúc sinh thời, bà Diana luôn muốn mang đến cho hai con trai mình một tuổi thơ bình thường nhất có thể. Cách nuôi dạy kiểu hoàng gia truyền thống từng khiến các thành viên trong cùng một gia đình trở nên xa cách. Chính tuổi thơ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng từng rất cô đơn. Trong bộ phim tài liệu Diana The One Me in Style do Amazon Prime thực hiện năm 2017, cố công nương từng bỏ qua hết các tục lệ hoàng gia và thái tử Charles đã không thể thông cảm được mong muốn được cùng các con làm những điều bình thường nhất của vợ. Ken Walker, cựu vệ sĩ của công nương xứ Wales, từng chia sẻ, trừ khi Diana có việc phải đi công tác nước ngoài thì bà ấy sẽ đưa William đến trường vào buổi sáng và chờ sẵn trong nhà khi hoàng tử trở về vào buổi chiều. Bà ấy làm nhiều việc cùng con trai mà những thành viên hoàng gia trước đây chưa bao giờ. Chẳng hạn như công nương Diana sẽ đưa William và Harry đi chơi, trải nghiệm tàu điện ngầm, xe buýt hay taxi ở London. Walker nhớ có lần một tài xế xe buýt đã không dám tin vào mắt mình khi thấy công nương Diana dắt hai hoàng tử bước lên và cũng không biết mình có nên thu phí hay không. Thái tử Charles không đồng tình và rất tức giận với chuyện đó, Walker nói tiếp. Ngài ấy từng hỏi vợ sao em lại đưa chúng lên xe buýt chứ? Theo Walker, thái tử xứ Wales không hiểu rằng đó là cách của Diana để chỉ cho các con biết về cuộc sống ngoài cung điện là thế nào. Thái tử từng thắc mắc tại sao em lại đưa bọn trẻ vào quán poker. Chúng ta có sẵn một đầu bếp tuyệt vời rồi cơ mà. Thực ra đó chỉ là con người Diana và bà ấy cho rằng đó là cách giáo dục tốt nhất cho các con mình ở độ tuổi đó. Tất cả bạn bè cùng trang lứa của hoàng tử cũng làm những việc tương tự như vậy trong một ngày, Raffi chia sẻ. Simon Sherman, một người bạn của cố công nương Anh, cũng xác nhận Diana muốn hai con trai nhìn thấy sự khác biệt giữa những người có đặc quyền và những người thiếu thốn nghèo đói ngoài xã hội. Bộ phim tài liệu cũng lồng một đoạn video trong đó công nương Diana chia sẻ và hai con và cho biết William rất quý mến những đứa trẻ khác. Thằng bé là một người rất biết cách tổ chức sắp xếp công việc, điều đó có thể sẽ có lợi cho nó trong tương lai, Diana cười khi nhận xét về con trai cả. Harry giấu kín nội dung hồi ký với hoàng gia. Nội dung cuốn hồi ký sắp ra mắt của hoàng tử Harry vẫn còn là một bí ẩn, bao gồm đối với cả hoàng gia, những người cũng sẽ đọc nó cùng lúc với độc giả toàn cầu. Theo truyền thông Anh, cả thái tử Charles và hoàng tử William hay các luật sư và cố vấn của họ đều không được xem trước bất kỳ phần nào của bản thảo. Hoàng gia cũng chưa nhận được thông tin cụ thể về ngày xuất bản dự kiến của cuốn sách đang được mong đợi này. Nhà xuất bản Penguin Random House chỉ từng hé lộ họ sẽ ra mắt sách đúng dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh năm nay. Thân vương xứ Wales hy vọng văn phòng của ông sẽ được gửi một bản sao của cuốn sách trước khi nó xuất bản, các nguồn tin thân cận với hoàng gia xác nhận với Telegraph. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cũng nhận định rằng cuốn sách này khó có thể nằm trong đống tài liệu được gửi đến cho ông ấy. Harry và cây bút J.R. Moliner dường như hoàn thành cuốn hồi ký vào đầu hè. Bản thảo cuối cùng của nó cũng đã được các luật sư ký duyệt. Cuốn sách được fan hoàng gia mong chờ sẽ kể lại những ký ức của Harry về mẹ anh, Diana, vương phi xứ Wales và cả sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của cha mẹ anh. Song chân dung các thành viên hoàng gia cao cấp như thái tử Charles, hoàng tử William hay mẹ kế của Harry, bà Camilla sẽ được hiện lên trong cuốn sách như thế nào vẫn chưa rõ. Công tước xứ Sussex đã ký hợp đồng sách trị giá gần 20 triệu bảng Anh hồi năm ngoái, dù nhiều lần kêu gọi truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình mình. Những người trong ngành nói rằng họ rất ngạc nhiên khi nhà xuất bản Penguin sẵn sàng mạo hiểm danh tiếng bằng cách xuất bản một cuốn sách có khả năng chứa đựng những cáo buộc mang tính chủ quan. Trong khi đó, các trợ lý hoàng gia cho rằng việc thiếu những tiết lộ trước khi ra mắt cho thấy cuốn sách có thể không có nhiều chi tiết gây bùng nổ như dự đoán. Một nguồn tin nói với Telegraph,
Những nhà xuất bản này không phải kiểu chỉ cần ra sách mà không cần liêm sỉ, họ có danh tiếng để bảo vệ. Đồng thời, các trợ lý cũng cho rằng nhà xuất bản sẽ chỉ chủ yếu tập trung tiếp thị ở thị trường Mỹ và khả năng để nhà sử sách xuất hiện trên truyền hình hoặc nhận lời phỏng vấn trên tạp chí nổi tiếng cũng là một chiến thuật quảng bá khả thi. Trong thông báo năm ngoái, nhà xuất bản Penguin nói về cuốn hồi ký, một cuốn hồi ký gần gũi chân thành của một trong những nhân vật có sức hấp dẫn và ảnh hưởng nhất trong thời đại ngày nay. Hoàng tử Harry sẽ lần đầu tiên chia sẻ về những trải nghiệm, cuộc phiêu lưu, mất mát và những bài học cuộc sống giúp hình thành nền con người anh ấy. Nó bao gồm cả cuộc đời anh ấy trong mắt công chúng từ thời thơ ấu tới nay, như con đường phụng sự, nghĩa vụ quân sự đã hai lần đưa anh ấy đến tiền tuyến của Afghanistan và niềm vui anh ấy tìm thấy được khi làm chồng và làm cha. Hoàng tử Harry sẽ cho chúng ta thấy một bức chân dung trung thực của anh ấy, cho người đọc thấy rằng đằng sau tất cả những gì họ tưởng tượng rằng họ biết là một câu chuyện đầy cảm hứng, can trường và giúp mọi người cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh đó, công tước xứ sở sách cũng cho biết anh viết không phải với tư cách sinh ra đã là một hoàng tử mà là với tư cách con người tôi đã trở thành. Harry tiết lộ anh sẽ đưa những thăng trầm, sai lầm và những bài học của mình vào cuốn sách. Nữ hoàng được cho là thành viên duy nhất của hoàng gia được hoàng tử Harry thông báo về cuốn hồi ký sắp ra mắt. Cuốn hồi ký của hoàng tử Harry như quả bom hẹn giờ. Người viết tiểu sử về hoàng gia Anh nhận định cuốn hồi ký sắp ra mắt của hoàng tử Harry là quả bom hẹn giờ khiến gia đình của anh lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Pesek mùng 6 tháng 10, Tom Bauer, tác giả Raven, Meghan Harry and the What Bitwen, The Windsor, mô tả cuốn hồi ký sắp tới của công tước xứ Sussex là quả bom hẹn giờ. Theo người viết tiểu sử, gia đình hoàng gia Anh đang lo lắng về những bí mật có thể tiết lộ trong cuốn sách. Trước đó, nguồn tin của Pesek cho hay hoàng tử Harry đang tuyệt vọng viết lại cuốn sách sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào ngày 8 tháng 9. Muốn loại bỏ hoặc giảm bớt những gì anh đã viết về vua Charles đệ tam, hoàng hậu Camilla, hoàng tử William và công nương kết. Tuy nhiên, ông Bauer không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu rằng công tước xứ Sussex không thể sửa đổi cuốn sách theo bất kỳ cách nào. Họ có thể khiến nó trở nên giật gần hơn không, bởi nếu không, họ sẽ không đạt được doanh số bán hàng, ông Bauer nói. Cuốn hồi ký ban đầu dự kiến được nhà xuất bản Mỹ Penguin Random House phát hành vào tháng 11 để kịp thời gian bán hàng vào dịp lễ quan trọng. Nhưng người trong cuộc xác nhận kế hoạch ra mắt sách bị lùi sang năm 2022 vì sự tôn trọng của Harry dành cho bà nội đã mất. Ông Bauer khẳng định thông tin này còn tiết lộ thêm cuốn hồi ký liền kệ vào khoảng lễ phục sinh tháng 4 2023 và bao gồm một chương nói về tang lễ của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Sẽ chỉ có thêm tài liệu về họ, Harry và Meghan bị hắt hủi và tất cả lời công kích chống lại gia đình hoàng gia. Vì vậy tôi nghĩ rằng với mức độ đó, sự chậm trễ không khác gì bỏ thêm chất độc, tác giả nhấn mạnh. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định hoàng tử Harry sẽ không bao giờ viết điều gì xấu về cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bởi anh luôn dành tình yêu và sự tôn trọng tối đa dành cho bà.